Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kiểu dữ liệu in ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Để minh họa về kiểu in thì chúng ta sẽ tạo ra một chương trình, một file mã nguồn. Ở đây chúng ta cũng sẽ đặt tên là ví dụ kiểu in. Cũng giống như là kiểu byte và sort, thì kiểu in là kiểu dữ liệu số nguyên. Thì thông thường đối với các giá trị số thì Java sẽ có hai kiểu, đó là số nguyên và số thực. Những kiểu dữ liệu số nguyên thì cho phép lưu trữ các giá trị số nguyên và không có phần thập phân. Còn với những kiểu dữ liệu số thực thì cho phép lưu trữ những cái giá trị số mà có phần thập phân ở trong chương trình. Để khai báo một kiểu dữ liệu số nguyên thì chúng ta khai báo, ở đây tôi có một cái biến có tên là số nguyên A, và tôi đặt một cái giá trị, tôi gán cho biến này có một giá trị, nó là 5 triệu. Ở trong ngôn ngữ lập trình Java thì kiểu số nguyên có vẻ cho phép lưu trữ những giá trị có cái độ lớn rất là cao, đến một cái lũy thừa rất lớn, thậm chí lên đến hàng tỷ. Vì vậy là khi mà muốn lưu trữ những giá trị cái trong một cái phạm vi hẹp thì các bạn nên sử dụng kiểu byte hoặc kiểu sort để tiết kiệm dung lượng, tiết kiệm bộ nhớ. Sau đó chúng ta sẽ in ra giá trị của biến mà chúng ta vừa mới khai báo. Như vậy chúng ta có thể thấy là chúng ta đã in ra giá trị của biến có tên là số nguyên A, kiểu số nguyên, và chúng ta đã tìm hiểu về kiểu số nguyên trong chương trình Java. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.